Cuộc sống thực tế, xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay có con em trai nó qua, nó gắn cục IC diêm lùng 99 đó, đời 9.9. Thì mình cũng đã gắn xong cho con em trai rồi, với canh là cái bình xăng. Thì giờ anh em mình ra test xe thử xe đi được nhiêu nha các bạn. Thì bữa nay mình sẽ test con Supreme 203 vô IC diêm lùng 99 thôi nha các bạn. Đời cao nha. Thì mình cũng đã test xong con Supreme 203 rồi đó. Xe đó mình test là hai anh em mình test nha, anh em mình nó chở mình. Thì hai anh em test. Thì mình ngồi sau mình quen. Thì Supreme 203 đó là đầu chưa gớt nha mấy bạn. Thì xe đó chỉ có gớt cái nồi ha. Gớt cái nồi thay bốn lá nồi. Bốn lá bốn nồi. Rồi vô bình xăng. Vô bình xăng 125 full chờ ha mấy bạn, với cục IC diêm lùng 9.9. Thì xe đó thì mấy bạn cũng thấy, mình cũng đã test lên đồng hồ cho anh em và các bạn thấy rồi đó. D2 nha, D2 đi hết số mà lên chín mấy, gần 100 đó mấy bạn thấy không. Thì ngâm một chút xíu nó lên sẽ chắc chắn là phải lên 100 rồi đó. Tại vì mấy bạn cũng biết là IC diêm lùng thì nó rút cái lượng nước hậu nó rút lên dữ lắm, và cái đuôi của nó có. Còn những cái IC khác thì mình cũng đã test nhiều rồi, thì cái đuôi nó đi nó không có mấy bạn, dù là nó đời lẹ vậy thôi là cái hậu nó không có, nó đứng. Còn IC diêm lùng 99 thì cái đuôi của nó phát hết được cái máy mình, cái đuôi nó có, hậu nó số 4 nó đi ghê lắm mấy bạn, cứ bạn ngâm hoài là giãn hoài. Thì anh em mới chở mình, thì hai anh em mình ngồi về sau quay. Mấy bạn thấy mình cũng bảy mấy ký á, mà hai anh em cũng trăm mấy ký mà nó chạy tống hai mà chạy, bạn thấy không, gần 100, ngâm nữa là 100 nha. Thì đồng hồ lên chín mấy bạn cũng thấy rồi, gần 100. Thì xe đó thì đi có bài của mình bài ra đó, chưa có đi mâm lửa nha các bạn, chỉ có đi cục IC với cái bình xăng 125 thôi mà nó phát ra. Cái đời mà Supreme 203 cục máy của nó rất là nhẹ mấy bạn, rất là nhẹ. Cái đời nó là chuẩn nhất, nó 203, 202, 201 đi rất là ngon, 204 đi cũng ngon, mà cái đời sau á, đời cuối sau đi nó cũng được, mà máy nó không mạnh bằng. Mình cảm nhận tại mình chơi cũng nhiều đời Supreme rồi, nó không mạnh bằng. Thì mình cũng đã test theo yêu cầu của anh em kêu mình test. Thì trước tiên là mình test con 203. Thì xe của thằng em mình vô đồ cho nó đó. Thì một hai ngày nữa mình có thời gian mình sẽ test con 2010 này. Thì con 2010 này thì mình cũng đã vô, mình cũng đã làm clip gửi đến anh em xem rồi. Mình cũng đã vô mobile sườn MD110 với IC diêm lùng 99. Thì diêm lùng 99 thì chấm nó thấp. Xe 2010 này chấm chỉ có cây 1.3, rất là thấp. Thì nói chung đi cũng được. Thì giờ mình còn dư mấy cái món đồ á, mình tính nhường lại anh em nào xài. Thì đồ của mình bán ra là tất cả là đồ còn đang xài trên xe ha, mình xả xuống để mình vô đồ. Thì giờ mình còn dư cái này thì mình muốn để lại cho anh em nào cần xài mấy bạn, dù anh em nào mà muốn cần xài đồ zin, đồ này đồ zin theo xe hết nha anh em. Thì anh em mà cần xài cứ liên hệ trực tiếp cho mình ha, gác số điện thoại mình để dưới đường link đó. Rồi anh em vô anh em alo cho mình ha. Đây mấy bạn, đây là mình muốn bán cho ha, muốn để lại cho, muốn nhường lại cho anh em nào cần xài. Thì ở đây là mình có Mitsubishi IC Supreme 2010 nha các bạn, zin theo xe,
Thì cục này mình bán 150 cục thôi mấy bạn. Anh em nào xài cứ liên hệ mình ha. Thì mấy bạn cũng thấy xe Kobe này đang trên xe xuống luôn nha, gớt xe xuống luôn nha mấy bạn. Đang xài, đang hoạt động bình thường. Rồi, gõ một bên. Còn đây, đây là mô bin sườn, bạn thấy không? Mô bin sườn. À, thì mô bin sườn này cũng đang xài, cũng Supreme 2010 đó, cũng gớt xe đó, mấy bạn thấy không? Đang xài, đang hoạt động bình thường. Thì cục này mình bán với giá 200 ngàn thôi mấy bạn ha. Mình để lại 200, anh em nào chơi cứ liên hệ mình. Còn mà những cái cục mà Supreme 203 rồi nè mấy bạn. Nè, mấy cục này 203 rồi nè. Cũng đang xài bình thường ha. Thì rất cũng theo là hàng gớt xe đó mấy bạn ơi. Thì anh em mà các bạn ai chơi mấy hàng này thì alo cho mình ha. Thì mình để cục này 100 ngàn cho anh em này chơi thôi ha. Cứ 100 ngàn cục, cục này cũng 100 ngàn luôn mấy bạn. 100 ngàn cục. 100 ngàn cục luôn mấy bạn. Này là củ ghim Thái nha. Quay Thái. Này là củ quay Thái 100 nha mấy bạn. Quay Thái 100. 100 ngàn cục. 100 ngàn cục hết luôn. Đó. Thì còn dư mấy cái bộ này. Thì trên xe nói chung là mấy cái bộ này là trên xe của anh em gắn mô bin sườn MD của mình đó, rớt xuống nha các bạn, là toàn bộ đang xài hết chứ không có hư nha, hàng này hàng zin theo xe hết. Thì mình bán 100 ngàn cục, anh em nào chơi cứ liên hệ mình ha. Rồi video tới đây mình xin kết thúc ha. Cảm ơn các bạn và anh em đã xem video của mình ha. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè ha. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn.